Chào các bạn, thì clip hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm cho bé như thế này với họa tiết trang trí hình heo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size cũng như là trang trí họa tiết khác. Ở đây mình trang trí họa tiết mặt khỉ nè, dành cho bé trai nha. Thì ở đây mình có móc sẵn một cái mẫu yếm như thế này. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cách móc cái thân yếm này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ nói về cái cách tăng size cho cái mẫu yếm này. Thì theo như clip hướng dẫn của cái mẫu yếm trước á, thì cái xích đầu tiên các bạn gây nên cho mình ở cái phần thắt lưng này. Ta sẽ gây nên cái phần xích này rộng hơn phần eo của bé, tầm khoảng 1 cho đến 2 cm cũng được nha. Hoặc là nếu muốn thoải mái thì các bạn có thể tăng cho mình rộng hơn 3 hoặc 4 cm để cho bé mặc được thoải mái hơn. Khi được một dây móc xích đầu tiên rồi á, thì ba hàng móc tiếp theo ta sẽ móc không tăng mũi nè, tương tự như ở clip trước. Ở cái phần nối hai đầu dây lại với nhau, các bạn có thể tăng cho mình nhiều hơn 3 hoặc là 5 mũi móc nha. Ở đây nè, các bạn sẽ tăng cho mình nhiều hơn. Sau đó các cái hàng móc thêm mũi chụm 3 mũi như thế này, thì các bạn sẽ tiến hành thêm cho mình. Đối với những size lớn hơn thì tăng thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, để cho cái phòng hông này nó được to hơn nè, bé mặc tã nó sẽ thoải mái hơn. Khi đã thêm mũi xong thì móc thêm hàng móc không thêm mũi nè. Đây, tương tự như ở mặt trước. Ba hàng móc đầu tiên ta không tăng mũi, cho đến các cái hàng móc tăng mũi nè, các bạn sẽ tăng cho mình. Đối với những size lớn hơn thì thêm nhiều hàng móc thêm mũi, cho cái phần hông này nó có cái độ rộng nhất định nè, để bé mặc có thể thoải mái hơn nha. Sau đó sẽ thêm nhiều hàng móc không tăng mũi. Thì khi thêm nhiều hàng móc không tăng mũi như vậy, các bạn sẽ canh cho mình nè cái chiều dài từ trên cái phần thắt lưng xuống cái hàng móc mình móc cuối cùng á, nó sẽ nằm trong khoảng tầm một gang tay hoặc là hơn một gang tay. Đối với những size lớn hơn thì có thể là hơn một gang tay nha. Còn về phần ống quần thì các bạn cũng có thể tăng cho mình thêm một hàng móc để cho cái phần ống quần của mình nó được dài hơn một chút đối với những size lớn nè. Hoặc là những size lớn các bạn cũng có thể móc y như vậy và không tăng mũi để cho cái phần ống quần này nó ôm chân của bé. Ta có thể thêm hoặc không thêm tùy sở thích của mỗi người. Nhưng mà đối với cái mẫu này các bạn chỉ cần thêm cho mình một hàng móc thôi cũng được nha. Để cho cái phần yếm của mình nó được dễ thương hơn ở cái phần đũng này nè. Sau khi hoàn tất được cái phần thân dưới thì ở phần thân trên ta sẽ canh chỉnh để mình móc cái phần thân yếm lên trên nè. Tốt nhất là các bạn nên chọn cho mình một nửa của cái phần xích đầu tiên này, sau đó mình móc giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc nè. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều cao này nó đã đến với cái phần cổ của bé rồi thì ta sẽ ngưng. Sau đó sẽ móc cho mình hai sợi dây để mình cài phía sau lưng á. Thì đối với cái phần dây này các bạn có thể cài chéo hoặc là cài thẳng cũng được nha. Ở đây mình cài chéo để cho cái phần yếm nó có điểm nhấn hơn á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn họa tiết trang trí. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết tròn để mình làm phần tai của yếm. Đây, thì ở đây mình có móc sẵn một mẫu tai như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ta sẽ sử dụng len màu trắng, các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Ở đây mình sử dụng kim 3.0mm nè, để cho cái phần trang trí của mình nó được đặc hơn. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo á, móc vào đây cho mình 12 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Khi được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên thì ta nắm sợi len ngắn phía sau này nè của cái vòng tròn đầu tiên và guốc thật mạnh vào để vòng tròn mình nhỏ lại. Và móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này. Chân móc đầu tiên của cái mũi kép đơn đầu tiên nè, ta sẽ móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Thì mình hoàn tất được vòng tròn đầu tiên. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích.
Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Chân móc tiếp theo cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cái chân móc này. 1 2. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, móc tương tự cho đến hết vòng. Móc cho mình 12 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên á. Mỗi chân móc sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng tròn thứ hai của mình được 24 mũi kép đơn nè, nó sẽ gấp đôi cái vòng tròn thứ nhất nha. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này nè, chân móc của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì ta hoàn tất được lòng của tay nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền cái phần tay này lại. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh là màu của cái phần thân yếm á, các bạn sẽ sử dụng để viền lại cái phần tai. Ta đưa sợi len ra phía sau cái phần mà mình vừa tạo. Ở cái vòng tròn mà mình tạo này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời cuối cùng của cái vòng tròn thứ hai này. Đây, đâm kim vào chân móc mũi dời, sau đó kéo sợi dây màu xanh qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này nè. Đây sẽ là chân đầu tiên, là chân mình kết thúc mũi dời á, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh sẽ móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. 1 2. Cái sợi len thừa này khi móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Thì như vậy là mình được các cái cụm chân móc xen kẽ nè, một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái mũi móc mà mình móc hai mũi móc đơn á, nó sẽ nằm ở cái chân nằm chính giữa của hai mũi kép đơn cùng chân phía dưới nè. Tương tự như cái cụm này cũng vậy, nằm chính giữa của hai mũi kép đơn cùng chân phía dưới. Tiếp tục chân kế bên sẽ là một mũi móc đơn, chân kế tiếp sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, cũng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cụm chân móc như thế này. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Cũng móc xen kẽ một mũi móc đơn. Xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình vừa hoàn tất được một phần tay thứ hai. Tiến hành giấu len thừa vào trong mũi móc, sau đó dùng kim khâu khâu cho mình hai phần tay vào hai bên phần dây nè, hai đầu dây như thế này và một phần của thân yếm phía trên á. Đây ta sẽ khâu lại như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc cái phần miệng của khỉ trước. Ta cũng dùng sợi len màu trắng để móc họa tiết trang trí cho mặt khỉ phía trước. Thì mình sẽ móc khuôn miệng cho mặt khỉ trước. Từ sợi len màu trắng này tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 12 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Khi được 12 mũi móc xích, tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, sau đó đâm kim vào chân móc thứ 12 và móc vào đây một chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Thì sau khi móc được 12 mũi kép đơn thì cái chân móc cuối cùng ta móc được một mũi kép đơn, tiếp tục móc cho mình vào đây 6 mũi kép đơn nữa. 1 2 kép đơn thứ 3, kép đơn thứ 4, kép đơn thứ 5, kép đơn thứ 6. Ta được 7 mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên này. Thì tiếp tục chân kế bên sẽ móc một mũi kép đơn. Và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng này mình được 2 mũi móc nè. Mũi kép đơn đầu tiên mà mình gây nên và mũi cuối cùng. Thì tiếp tục móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 và 5. Như vậy là đầu bên này mình cũng được 7 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối nè. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một vòng đầu tiên của form miệng. Bây giờ mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa để cái form miệng này nó được to hơn nha. Ta sẽ móc vào mỗi chân móc này nè, móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi nè. Móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi kép đơn cùng chân móc và tương tự cho 6 chân móc còn lại của cụm 7 mũi. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Cho đến khi ta được 7 mũi liên tiếp nha. Ở đây ta sẽ nhân đôi số mũi móc nè. Ở đây thì mỗi chân móc là một mũi kép đơn, đến chân đầu tiên của cái cụm 7 mũi này cũng tương tự. Thì ở cái phần thân còn lại này các bạn sẽ móc vào 6 chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nha. Vì ở đây mình có 6 chân móc thôi. Tính luôn 2 mũi móc xích mình gây nên đầu tiên nè, là một mũi móc thì mình có một cụm chân móc rồi. Tiếp tục làm 6 chân móc tiếp theo này, mỗi chân móc là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Thì sau khi thêm mũi, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là form miệng của mình nó đã có cái độ rộng ra nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng móc nữa để phù hợp cho cái phần thân yếm này, thì mình sẽ sử dụng mũi đơn để viền lại nha. Đối với những size lớn hơn thì vòng móc này các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn cũng được nha. Để kích thước của cái form miệng này nó phù hợp với phần thân yếm á. Bây giờ móc vào cái chân móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Không nhất thiết là ta dùng mũi đơn nha, các bạn có thể dùng mũi nửa kép hoặc là kép đơn đối với những size lớn hơn cho cái kích thước này nó phù hợp với thân yếm. Sau khi móc đến cái cụm chân móc đầu tiên nè, 2 mũi kép đơn cùng chân phía dưới thì chân móc nằm chính giữa, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Thông thường thì khi ta nhìn thì nó sẽ nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, nhưng mà thật ra nó là cái mũi móc thứ hai của hai chân móc cùng chân này nha. Là cái chân móc thứ hai á, cũng móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại của cái cụm 7 mũi này nè. Móc tương tự cho mình cho đến cái cụm bên này, cũng móc xen kẽ, móc vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, tức là chân móc thứ hai của cụm á. Móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc để ta thêm mũi cho cái phần này. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Cũng xen kẽ là một mũi móc đơn và 2 mũi móc đơn cùng chân móc nha. Móc đến cuối vòng thì móc vào chân móc đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được khuôn miệng cho khỉ nè. Đây, cái kích thước này nó sẽ phù hợp với phần thân yếm.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái tròng mắt phía trên. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu tròng mắt như thế này, thì cái họa tiết khỉ này mình móc rồi sau đó trang trí liền với nhau nha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình thêm một họa tiết tương tự như vậy nữa. Thì đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Khi được 5 mũi móc xích, tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 5 một mũi kép đơn. Chân thứ 4 cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự chân móc thứ 3 cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ 2 cũng móc một mũi kép đơn. Thì chân móc cuối cùng này các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như đầu dây ở cái phần khuôn miệng này nè. Cũng móc vào chân cuối cùng 7 mũi kép đơn. Đây, móc vào đây 7 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu và kép đơn thứ bảy. Khi được 7 mũi kép đơn vào một chân móc thì các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến cuối vòng. Ta được một hàng móc đầu tiên của tròng mắt. Thì bây giờ mình sẽ phóng to cái tròng mắt này lên bằng một hàng móc nữa. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để mình móc cái phần viền này. Thì đối với những size lớn hơn các bạn có thể sử dụng mũi kép đơn cũng được nha, để cho cái tròng mắt này nó hợp được với cái khuôn miệng hơn. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Thì cách tăng mũi nó cũng tương tự như cái vòng móc thứ hai của khuôn miệng á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi móc đến chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi phía dưới thì cũng móc vào cái chân móc đầu tiên này 2 mũi nửa kép. Tương tự như vòng móc thứ hai của khuôn miệng nè, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì thay vì là mũi kép đơn các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép nha. Móc cho mình 7 chân móc của cái cụm 7 mũi đầu tiên ở phía dưới á. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Đối với những size to hơn ta dùng mũi kép đơn thì các bạn cũng tương tự, mỗi chân móc ta móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nha. Khi móc được vào 7 chân móc của cái cụm 7 mũi phía dưới thì tiếp tục các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta vừa hoàn tất được tròng mắt thứ hai để tạo nên cái mặt khỉ. Các bạn sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình hai cái phần mắt này vào chính giữa của khuôn miệng nè. Đây, ta sẽ tiến hành khâu như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng keo nến cũng được nha. Như vậy là form mặt khỉ mình đã hoàn thành, các bạn tiến hành móc trang trí cho cái mặt khỉ. Ở đây mình có móc sẵn các họa tiết trang trí cho mặt khỉ. Ta sẽ sử dụng màu đỏ để trang trí hai bên má cho mặt khỉ thêm xinh xắn hơn nè. Đây, trang trí vào hai bên như thế này. Thì để móc được cái vòng tròn này các bạn cũng làm tương tự, tạo một vòng tròn và móc vào đây 12 mũi kép đơn. Tương tự giống như cái vòng tròn đầu tiên của phần tai á. Móc vào 12 mũi kép đơn nè, sau đó giấu len để mình trang trí hai bên má. Còn đối với mắt và mũi của khỉ thì các bạn cũng làm tương tự cho mình, nhưng mà khác một chút là các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép nha. Cũng tạo một vòng tròn, nhưng mà vòng tròn này các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi nửa kép vào cái vòng tròn này, để cho cái vòng tròn này nó nhỏ nè, tạo cho cái mặt khỉ của mình nó được cân đối hơn. Cho mắt mũi đều như vậy nha, cũng móc 10 mũi nửa kép vào cái vòng tròn này.
Sau đó dùng kim khâu khâu cho mình một đoạn len màu đen để tạo sống mũi và miệng của khỉ. Sau khi khâu cố định các họa tiết trang trí vào trong thân yếm, thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách trang trí một mẫu yếm cho bé trai mặt khỉ như thế này. Chúc các bạn thành công!